Hello hello, nhân vật trai xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn là luôn luôn sức khỏe bình an và làm ăn gặp nhiều thắng lợi nha. Thì hôm nay mình lên chuyên hàng đây các bạn. Chuyên hàng này thì mình cũng mua trong một tuần qua thì được cả trăm ký ổ khóa rồi là trăm kg bình xăng. Rồi đây là nhôm, nhôm bố thắng. Nói chung đầy đủ đồ chơi chuyến hàng này thì cũng cũng trả bao nhiêu tiền đâu nói chung à, cũng vài ba chục triệu thôi nên là mình bán để mình à, lấy tiền à, tiếp tục à, mua hàng nha các bạn nói chung cuộc sống thì vậy thôi mua xong bán bán xong mua thì nó mới à, là có có cái đồng tiền để mà chúng ta xoay xoay sở nha các bạn đấy thì nói chung đồ vé chai của mình thì nó chụp các bạn thì bao la đấy nói chung sắt thì ấy thì nói chung bao la ấy các bạn nhìn đấy không phải là ấy sắt này thì đồ ve chai của mình nhiều lắm. Nói chung mình mua xong rồi mình bán, bán xong rồi mình mua, nó là là như vậy các bạn ấy. Sắt của mình ngoài này còn là mấy tấn sắt đây nữa mới mua. Cùng à, chuẩn bị đi à, cho đi à, hết luôn các bạn ấy Nói chung mua xong rồi bán, bán xong rồi mua. Hey, khi nào à, kẹt tiền quá thì này lãi suất đấy vậy thôi cuộc sống là vậy các bạn mua bán thì khi đặt khi ấy. nói chung thời gian này thì làm ăn cũng hơi khó khăn tí nói chung là ruột xe nó cũng thời gian này nó cũng ý nha các bạn đấy các bạn nhìn thấy vột xe vỏ xe của mình này đây của ve chai của mình đủ tù lùm này vột xe này quá trời đột xe này không không bán được đợt này là hơi 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 rẻ nha các bạn đây vỏ xe này nên là các bạn nhìn vỏ xe đó lâu lắm đấy. quá trời đó các bạn thấy không nên mình mình nói các bạn biết là 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 mình có nhiều bạn hỏi câu đợt này có mua đột xe đột xe của mình bao la luôn này mấy ngàn cái luôn này đấy tập quá trời luôn các bạn nói chung đợt này hàng hóa nó nó ế ẩm quá nên là mình không à, nhập hàng nữa mình nhập những, những người quen biết làm ăn bao nhiêu năm nay thôi đấy nên là các bạn à, hãy tìm những mối lãi mà ấy này xuất cho là là người ta nhá. Đấy. Thì cảm ơn các bạn là luôn luôn đồng hành và theo dõi là kênh uh, YouTube của Nhân Ve Chai TV nhá. Nhân uh, xin chúc các bạn luôn luôn là uh, sức khỏe rồi uh, làm ăn uh, gặp nhiều thắng lợi. Mong rằng uh, mọi sự chia sẻ của Nhân thì cho mọi người uh, biết được để mọi người đi mua bán kiếm tiền nhá. Chứ uh, có nhiều bạn cứ hỏi uh, mình uh, anh vừa anh ở đâu để em bán đồ nó thật các bạn là mình không phải là vừa mình cũng đi mua về là mình bán lại thôi. Đấy nói chung mình cũng đi mua dạo như um, những người khác rồi mình uh, đi bán lại thôi nên là uh, các bạn uh, hãy tìm hiểu những cái vừa lớn rồi các bạn bán uh, kiếm tiền nha chúc uh, các bạn luôn luôn sức khỏe nha bye bye